Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của em, và hôm nay lên sóng cho các bác một em Porsche Macan S với tông màu rất rất là đặc biệt. Và showroom em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nên quý vị anh chị cân đối cụ thể về em Porsche này thì hãy alo trực tiếp cho em để có thể cảm nhận, xem xe, lái thử và mình có thể xem xe một cách kỹ càng nhất mọi người nhá. Với em xe này thì đã đi được 6 vạn rồi mọi người nhá, 6 vạn rồi. Và tổng thể chiếc xe thì còn rất rất là mới mọi người nhá. Biển số Sài Gòn mọi người nha. Đấy. Với thiết kế option thì công năng an toàn chắc chắn là Porsche sẽ là một trong những thương hiệu mà mọi người ai cũng có thể là yêu thích mọi người. Ai ai cũng yêu thích một chiếc xe với tầm phân khúc rất là đẳng cấp đúng không mọi người. Vành mâm mọi chi tiết của chiếc xe còn rất là mới mọi người nha. Đây thì các bác ạ, em có thể zoom kỹ cho mọi người xem là phần má phanh cũng còn rất là sáng bóng luôn. Thiết kế màu xám xi măng này thì tạo nên trong chiếc xe nó được cá tính hơn rất là nhiều. Những công năng như là chúng ta đã có cam 360 nữa rồi. Và điểm nổi bật nhất chính là bộ thiết kế ghế da tông màu đỏ đen như này mọi người ơi, tăng lên độ sang trọng, sang chảnh, thể thao. Nói chung là thực sự là có rất là nhiều tính từ để miêu tả, thì em nghĩ là mọi người sẽ miêu tả được rất là rõ ràng về em Porsche này mọi người nha. Đó thì với không gian bên trong thì các bác có thể nhìn thấy em đang hơi bóng, nên là mọi người có thể nhìn nó không được rõ nét tất cả các đường nét chi tiết của chiếc xe. Nhưng mà với em quay ở ngoài đây thì em thấy là cái tông màu đỏ nó là đỏ đô mọi người nhá. Tông màu đỏ đô. Này, mình sẽ vào cho mọi người không gian bên trong. Chúng ta có một chiếc cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi mọi người nhá. Một em phân khúc gầm cao cực kỳ tiện lợi mọi người. Nếu mà sợ xe điện nó không được tiện ấy thì lấy chiếc này rất là tiện lợi luôn các bác nha. Mà về một những thương hiệu quá là có tầm đẳng cấp rồi. Thông số trên xe, nhiều bác có bảo làm những cái tính năng như kiểu như là làm mát ghế thì em này không có mọi người nhá. Thì đương nhiên là đối với những chiếc xe Porsche thì nó lại có những cái thiên hướng về độ an toàn này, cũng như là tiện ích khi mà ngồi, cũng như trải nghiệm. Những cái công nghệ thì khác hẳn đi thì Porsche vẫn đang được nâng cấp mọi người nha. Đây. Bây giờ thì sẽ mời mọi người di chuyển đến khu vực khoang hành khách thứ hai nhá. Thì chất lượng ghế da thì còn như là mới luôn mọi người nha. Cái thiết kế vây cá ở phần cánh cửa này mọi người thấy không? Thực sự rất là cá tính đúng không ạ? Và bên trong khu vực ở hàng thứ hai thì nói chung là ghế da em này thì coi như là còn nguyên ấy mọi người ạ. Rất là mới nhá. Chúng ta cũng có rèm cửa nhưng mà sẽ là rèm cửa cơ thôi. Nhưng mà cái này thì em thấy mọi người cũng không phàn nàn quá nhiều. Nên những cái dòng cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có rèm cửa bằng điện. Ngắm khu vực đằng sau của em thì thấy là thiết kế không thể lẫn vào đâu cả. Và chỉ có thể là Porsche rồi. Mọi người, thiết kế ống xả cân xứng này. Đấy, rồi là cảm biến thì chúng ta có 4 cảm biến ở đây mọi người nhá. Porsche. Chúng ta cũng sẽ sử dụng bằng chìa khóa nhé. Vậy thì bác nào mà quan tâm về em Porsche Macan S này thì alo trực tiếp cho em nha, để có thể qua trực tiếp xem xe và lái thử trải nghiệm cùng showroom em. Thì mức giá cũng đang rất hợp lý và thị trường hiện tại đang có một chiếc nhà em thôi với mức giá hơn 3 tỷ. Các bác quan tâm thì alo trực tiếp cho em nha. Xin chào.